Nguyễn Hoàng xin chào quý cô chú anh chị, mình đã quay trở lại với kênh Bán Nhà Chính Chủ Sài Gòn ha. Hôm nay Nguyễn Hoàng đang có mặt tại trục đường Lê Đình Cẩn nè. Ở đây thì hiện tại đang thuộc phường Tân Tạo, quận Bình Tân của chú anh chị. Hướng trước mặt của chú anh chị mình đó là mình sẽ di chuyển về bên chợ Lê Đình Cẩn của chú anh chị ha. Còn cái hướng ngược lại này nè là mình sẽ di chuyển về bên tỉnh Lộ 10, hướng đi ra bên Eon Mall, quận Bình Tân và khu tên lửa của chú anh chị, ra ngay chỗ chợ Bình Trị Đông luôn của chú anh chị ha. Đó, ra cắt ngang với lại trục đường tỉnh Lộ 10 giao với lại trục đường Lê Đình Cẩn của chú anh chị, để mình hướng đi về bên quận 6 của chú anh chị ha. Thì hôm nay Nguyễn Hoàng đang có mặt tại mặt tiền đường của đường Lê Đình Cẩn để review cho quý anh chị mình một cái ngôi nhà sổ hồng riêng nha quý anh chị. Ngôi nhà của mình là sổ hồng riêng ha. Được cái là ngôi nhà của mình là cái diện tích phải nói là lớn mà mức giá thì khá là rẻ quý anh chị. Nhà mình nó có cái bề ngang là 4m, chiều sâu vô trong là 16m rưỡi, mà mức giá mà chủ nhà đang chia sẻ chỉ có 2 tỷ rưỡi thôi quý anh chị, 2 tỷ 500 triệu thôi nha, 2 tỷ 500 triệu thôi cô chú anh chị nha. Giá này thì chủ nhà vẫn còn thương lượng nữa cô chú anh chị. Sổ hồng riêng của chú anh chị, đường trước nhà mình là đường 6m trải nhựa của chú anh chị. Đường mình là đường đi thông ra bên khu mặt tiền đường của đường chiến lược của chú anh chị nha. Để Hoàng di chuyển vô tới cái vị trí ngôi nhà cho cô chú anh chị mình xem. Ở đây là mặt tiền đường của đường Lê Đình Cẩn nè. Mấy con hẻm bên tay phải này là cô chú anh chị mình sẽ đi thông ra bên chiến lược nè, thông ra bên mặt tiền đường đường chiến lược nha. Ở khu này kinh doanh buôn bán mọi ngành nghề luôn quý anh chị, buôn giá buôn bán tấp nập luôn ha, bên trái bên phải thì đều buôn bán hết quý anh chị. Hẻm 155 nè cũng đi thông luôn nè. Ở lên bên trên tí nữa thôi là mình sẽ gặp chợ Lê Đình Cẩn của quý anh chị nha. Ở bên này nó có một cái bách hóa xanh ở ngay góc này nè, kế bên cái căn biệt thự nè. Còn bên này là cái hẻm 184, hẻm này thì cũng đi thông ra bên trục đường Lê Đình Cẩn luôn, thông ra mặt tiền đường của đường chiến lược của chú chị. Ở đây cũng có nhà thuốc Long Châu nè, rồi nhà thuốc An Khang ở bên tay phải nè. Cái trục đường ngay chỗ chiếc xe hơi này là trục đường bia truyền thống nha. Bia truyền thống này mình di chuyển ra bên mặt tiền đường của đường tỉnh Lộ 10 nha quý anh chị. Ở đường này mình cũng đi thông nè. Nói chung là ở đây thì đi thông tứ tung hết. Ở mình rẽ phải cũng đi thông nè quý anh chị. Ở đây là ngay chợ Lê Đình Cẩn luôn. Khu này buôn bán tấp nập, giờ cao điểm ở đây kẹt xe rất là đông quý anh chị, vừa đi làm về rồi vừa mua đồ nữa nên rất là đông và kẹt xe thường xuyên ha. Mình lên trên tí nữa là mình gặp cái hẻm 270. Bên trên này là hẻm 270 nè, 270 Lê Đình Cẩn. Đầu hẻm là nó có quán thịt nướng nè, anh đào nè quý anh chị. Ở lên bên trên nó cũng còn cái bách hóa xanh nữa. 270 Lê Đình Cẩn nha. Ở đây nó có quán nhậu nè, quán nhậu Nhà Lá nè. Khu này người ta cũng có kinh doanh buôn bán nữa quý anh chị nha. Đó, tiệm tóc nè, tiệm spa nè, tiệm nail nè. Ở đây cũng kinh doanh cũng khá là nhiều. Hẻm này là hẻm 270 của quý anh chị. Nhà mình đang thuộc số 270/23A nha. 23A của trục đường Lê Đình Cẩn thuộc phường Tân Tạo, quận Bình Tân nha. Đây căn nhà của mình là cái căn trước mặt của quý anh chị mình đây nè. Căn màu xanh xanh này nè ha. Căn màu xanh xanh này nè. Cái hướng này đó là mình ra mặt tiền đường của đường chiến lược nha. Ở hướng ra bên mặt tiền đường đường chiến lược của quý anh chị. Hẻm này nó rộng tới 6 mét tầng ha, hẻm nhựa nha quý anh chị. Ở khu này thì thấy cũng có nhà lầu cao tầng nè. Rồi để Hoàng review vào bên trong cho quý anh chị mình xem nha. Nguyễn Hoàng xin chào quý cô chú anh chị, mình đã quay trở lại với kênh Bán Nhà Chính Chủ Sài Gòn ha. Hôm nay Nguyễn Hoàng đang có mặt tại căn nhà địa chỉ số 270/23A của trục đường Lê Đình Cẩn thuộc phường Tân Tạo, quận Bình Tân, để review cho cô chú anh chị mình một ngôi nhà nha, với cái diện tích phải nói là khá là lớn luôn cô chú anh chị.
65 mét vuông đất của chú anh chị nha, mà chủ nhà bán chỉ có 2 tỷ rưỡi thôi của anh chị nha. 65 mét vuông đất mà bán chỉ có 2 tỷ rưỡi thôi. Ở thì đường này nó rộng tới 6 mét, đường trải nhựa của anh chị, xe hơi hai làn xe có thể né nhau được. Xe hai làn xe hơi xe tải đồ né nhau thoải mái của anh chị. Khu này thì phía bên trên đó là khu dân cư hiện hữu hết rồi. Bên trên đó thì xây một trệt hai lầu, một trệt ba lầu không của chú anh chị. Đó, căn này cũng vậy nè, một trệt hai lầu nè ha. Ở khu vực xung quanh nhà mình đây, ở khu vực xung quanh đều có là nhà của chú anh chị ha, đều có nhà hết nha. Ở hướng này thì mình di chuyển về bên mặt tiền đường của đường chiến lược nha, ra mặt tiền đường hướng ra bên hương lộ 2, ra ngay chỗ cô cấp mắt hương lộ 2 với lại bệnh viện quận Bình Tân đó của chú anh chị. Ở đây thì xe hơi xe tải đồ di chuyển thoải mái luôn. Khu này là khu kinh doanh sản xuất của chú anh chị. Ở kinh doanh sản xuất nói chung là về sắt thép là nhiều của chú anh chị. Đó, như là hai làn xe né nhau nè, một xe hơi một xe tải né nhau nè của chú anh chị. Đường này nó rộng tới 6 mét lần của chú anh chị ha, nên cô chú anh chị mình di chuyển thoải mái của chú anh chị ha. Đó, cái hướng này thì mình di chuyển ra bên mặt tiền đường của đường Lê Đình Cẩn của chú anh chị, ra mặt tiền đường nha, ra ngay chỗ chợ Lê Đình Cẩn luôn, rẽ trái thì cô chú anh chị mình di chuyển về bên hướng đi về bên quận 6 ha, về tỉnh lộ 10. Rồi giờ cũng hoàn review cái ngôi nhà này cho cô chú anh chị mình. Căn này bề ngang là 4 mét nha cô chú anh chị, ngang 4 mét ha, sâu vô trong đó là 16 mét rưỡi cô chú anh chị. Nhà có sổ hồng riêng nha, nhà mình có sổ hồng riêng nha, sổ hồng riêng pháp lý rõ ràng cô chú anh chị nha, sổ hồng riêng. Ở địa chỉ của ngôi nhà của mình đây, 270/23A đường Lê Đình Cẩn thuộc phường Tân Tạo quận Bình Tân. Điện nước là nước chính của nhà nước, đồng hồ điện của nhà mình nó nằm ở góc bên trái này nè, đồng hồ nước thì nằm bên này cô chú anh chị. Gạch thì chủ nhà ốp cao lên tầm khoảng có 1m2. Ở đường trước nhà mình này, rộng rãi ha, đường 6m ha. Ở khu vực xung quanh hàng xóm của mình đây đều là kinh doanh hết cô chú anh chị. Đối diện mình là kinh doanh tiện nè, kinh doanh về chế biến đồ gia dụng nè cô chú anh chị. Ở hướng này thì về bên chiến lược, còn hướng này thì mình đi về bên Lê Đình Cẩn ha, CV tổng của ngôi nhà của mình đây. Ở đồng hồ điện của ngôi nhà của mình nằm ở góc này, điện nước là nước chính của nhà nước. Nhà mình thì chủ nhà xài là lớp cửa lùa ở bên ngoài nè, lớp cửa này lớp cửa sắt lùa nha quý anh chị, lớp cửa này cũng khá là bền nha, cửa này hồi xưa rồi. Bên trên là mái tôn, ở hệ thống đèn ở bên tay trái. Nhà này giống như nhà cấp 4 rồi cô chú anh chị, nó chỉ có cái gác trên này thôi nè, nó có ở đây nó có cái gác này, nó có cái gác ở ngay góc này thôi ha. Nhà này thì lớp cửa bên trong là cửa sắt kính nè, cửa này là cửa sắt kính. Mặt tường thì chủ nhà ốp gạch lên cao lên chắc khoảng có 1m2, ốp hết xung quanh luôn cô chú anh chị. Ở đây nó có bức ngăn cái vách nhôm của chú anh chị ha, mình gỡ cái vách nhôm này là nó thông suốt luôn á, nó thông ra tới 16 mét rưỡi lần của chú anh chị, ngang là 4 mét xong vô trong tới 16 mét rưỡi lần ha. Tổng diện tích đất nó lên tới 65 mét vuông đất của chú anh chị nha. Sổ hồng riêng của chú anh chị, nhưng mà nhà mình là thuộc diện nhà đất lúa của chú anh chị nha, đất lúa nha, cái này đất lúa của chú anh chị. Có sổ hồng riêng đàng hoàng nha cô chú anh chị ha, sổ màu hồng nha, nhưng mà hiện tại là nhà mình thuộc đất lúa của chú anh chị nha, thuộc đất lúa nha. Ở hệ thống đèn hai bên nè. Tính ra cái căn nhà này mức giá nó khá là rẻ của anh chị, chỉ có 2 tỷ rưỡi thôi, 2 tỷ rưỡi thôi, 65 mét vuông đất. Ở sổ hồng riêng. Nhưng mà hiện tại là đang thuộc diện là đất lúa chứ không phải là thổ cư của anh chị. Cái này có làm sao thì cũng hoàn nói vậy để cô chú anh chị mình xem xét ha, ân ý thì mình qua mình xem. Tại vì đợt trước Nguyễn Hoàng cũng có bán một căn ở cái con hẻm này là hẻm 270, phía đằng kia nó có một cái con hẻm nữa, đi lên một trên một tí nữa nó còn một cái con hẻm nữa cô chú anh chị ha. Hẻm đó là hẻm 302 hay là 302 lên cẩn hay sao cô chú anh chị, cũng có một căn ngang 4 mét dài 16 mét luôn, nhưng mà cái căn đó là sổ đỏ nha cô chú anh chị, sổ đỏ chứ không phải là sổ hồng nha, sổ đỏ. Nó cũng có điện nước là nước chính luôn cô chú chị. Hồi đó là kêu 2 tỷ mấy của chú chị. Căn này thì 416 mét rưỡi chệt lẫn gác, có cái gác ở đây. Thì căn này kêu 2 tỷ rưỡi. Nói chung là cái này thì cái căn kia là cô chú anh chị mình mua là mình lập vi bằng. Còn cái căn này thì có thể mình, nếu mà mình có một cái miếng
miếng đất lúa nào thì mình có thể mình đứng tên được luôn ha, đứng tên luôn, sang tên qua được luôn cô chú chị nha. Ở có đất lúa, một miếng đất lúa nào thì mình sang tên qua được luôn ha. Ở khu vực xung quanh của mình đây khá là ok cô chú anh chị, đường xá rộng rãi, nhà rộng rãi luôn. Cái này cô chú anh chị mình mua để mình làm kho, mình cho thuê đồ cũng ok nè. Ở cái này mình mua mình làm kho cho thuê đồ ok, sau này mà cho lên thổ cư hay gì đó thì cô chú anh chị mình lên là mình xây dựng nhà lên ha. Cái này là mua kiểu như đón đầu của chú anh chị, khoảng không gian để máy giặt nè, đường ống cấp, đường ống xả nè. Bên này nó có cái cửa sổ ha, thì nhà kế bên của mình nó chưa có xây cao bằng, thì bên này mình vẫn còn cái cửa sổ nè. Rồi bên trên này là cái gác. Nhà này đang hướng chánh là hướng đông của anh chị nha, hướng này hướng đông, nói chung là mát mẻ vào buổi chiều nha, không có nắng của anh chị. Ở bên trên là la phong nha quý anh chị, ở trần la phong của mình. Sổ hồng riêng. Nhà mình đang có địa chỉ là 270/23 của trục đường Lê Đình Cẩn thuộc phường Tân Tạo, quận Bình Tân của chú chị nha. Ngang 4m, sâu vô trong là 16m rưỡi của chú chị. Sổ hồng riêng của chú chị nha. Tổng diện tích đất ngôi nhà này tới 65m2 đất của chú chị. Cô chú anh chị nào có nhu cầu quan tâm cái bất động sản này mình liên hệ Ngũ Hoàng ngay nha, để mình qua mình xem cô chú chị nha. Ân ý thì cô chú anh chị mình gặp trực tiếp chính chủ để mình thương lượng về cái giá cả nha. Nhớ liên hệ Ngũ Hoàng với số điện thoại 0901 796379 của chú chị. Cô chú anh chị mình quan tâm thì đăng ký kênh, bật chuông thông báo để mình xem được nhiều video sớm nhất. Nhớ like chia sẻ cái video này của chú anh chị nha. Và bây giờ thì Ngũ Hoàng xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị mình ở clip tiếp theo.